Half these lunatics belong in Arkham. Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi mà chúng ta lại được gặp nhau. Các bạn biết đây là vị tướng nào không? Tất nhiên rồi, các bạn phải biết đây là vị tướng nào. Đây là vị tướng Kane, trong bộ trang phục người rơi. Một bộ trang phục mà trước đây mình cũng không nghĩ nó sẽ là bộ trang phục bậc A hữu hạn đâu. Bởi vì đây là cái ngoại hình mặc định của vị tướng Batman ngày xưa nha. Nhưng mà do vấn đề bản quyền, vậy nên Liên Quân thì cũng đã đổi cái bộ trang phục này thành bộ trang phục bậc A hữu hạn và có tên gọi là người rơi rồi các bạn ơi. Đấy, ngày hôm nay mình đưa đến cho tất cả các bạn sức mạnh của vị tướng Kane trong bộ trang phục người rơi, căn bản là có mục đích cả đấy các bạn. Nhắc đến Kane thôi là các bạn đủ biết đây là một vị tướng có thể gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng, khiến cho các vị tướng pháp sư, khiến cho các vị tướng xạ thủ, khiến cho các vị tướng chủ lực tim địch là cảm thấy rén. Không rén mới là lạ các bạn ạ, đấy không? Chỉ cần thấy đôi mắt nhấp nháy trên đầu thôi là đối phương là phải né ngay chứ còn gì khi mà mình tàng hình nha. Không chỉ bản thân mình đâu mà còn có rất nhiều bạn chơi các vị tướng chủ lực mà gặp Kane là cũng cảm thấy rén luôn. Vậy nên Kane của chúng ta phải có sự điều chỉnh để làm sao cân bằng được chiến trường nha, chứ còn khỏe quá rồi. Hiện tại thì Kane có thông tin tăng giảm sức mạnh tướng trong phiên bản sắp tới thì mình sẽ thông báo cho mọi người nếu như các bạn quan tâm đến. Nhưng mà lát nữa mình sẽ thông báo sau, còn bây giờ mình sẽ cần phải đi ganh nha mọi người. Mình sẽ cần phải đi ganh cái hỗ trợ cho Murat. Trước tiên là mình đang tàng hình rồi các bạn ạ. Đang chờ đợi cho Ngộ Không lên cao mà chưa thấy bóng dáng Ngộ Không đâu. Anh Ngộ Khỉ đây rồi, lao ra dí luôn thôi. Này thì Ngộ Khỉ tàng hình mất rồi. Thôi, tha cho Ngộ Khỉ nhá, lát nữa mình sẽ xử lý bạn ấy sau. Ngộ Khỉ là cũng tàng hình được, nhưng mà gặp mình là mình tàng hình lâu hơn. Đó, Ngộ Khỉ vẫn chưa chịu về đâu. Mình sẽ tận dụng được khả năng tàng hình của vị tướng Kane để có thể đi vào trong bụi rậm này. Đây rồi, Ngộ Khỉ đây rồi. Đâu rồi, tàng hình đi đâu. Tung chiêu, sau đó mình sẽ lao chiêu cuối vào nhá. Đó, thế này là dồn đam. Thế là một mạng đầu tiên ngọt sớt. Vậy là mình đã có được một mạng đầu tiên rồi. Chơi Kane là phải biết như thế, tận dụng được cái nội tại hoàn toàn mới nha. Ngày xưa để mà nói Batman là chúng ta tàng hình được thì cần phải kích hoạt chiêu cuối lần thứ nhất, bước vào trạng thái tàng hình, kích hoạt chiêu, sau đó kích hoạt chiêu cuối lần thứ hai để có thể lao tới. Nhưng bây giờ thì cơ chế khác hoàn toàn. Các bạn chỉ cần thoát khỏi trạng thái giao tranh thôi, lập tức là các bạn cũng sẽ được tàng hình. Đó, các bạn nhìn thấy bên dưới vạch mana của mình sẽ có thanh trắng trắng đấy. Khi mà nó đầy thanh trắng này là mình sẽ được tàng hình. Đấy, sau khi tàng hình thì lập tức là cái màn hình của mình sẽ được gọi là phóng xa hơn, cái tầm nhìn chúng ta sẽ được rộng hơn rất là nhiều nha. Bước vào trạng thái tàng hình thì các bạn di chuyển xung quanh đối phương này. Nhưng mà nếu như các bạn đứng gần đối phương thì đối phương sẽ có những cái biểu tượng để biết được rằng các bạn đang tàng hình đứng bên cạnh nhé. Ví dụ như là nhấp nháy đến từ đôi mắt của vị tướng Batman. Hoặc là khi mà chơi Kane thì nó sẽ nhấp nháy đến từ biểu tượng của vị tướng Kane nhé. Đó. Thật ra thì đây là mình đang trình bày qua lại về gọi là bộ kỹ năng thôi. Nhưng mình nghĩ là các bạn sẽ không quan tâm đến đúng không? Bởi vì các bạn đã quá quen thuộc rồi. Bây giờ mình sẽ tập trung vào để thể hiện trận đấu này. Tới vét thôi chứ còn gì nữa, mình mới được một mạng. Lao vào, này thì một té ra đi, ui có tê tái đây. Ui sởi double kill cắm tê tái nhẹ nhẹ kiếm được đôi mạng. Hình như là mình KS mạng hơi bị phũ phàng thì phải. Nhưng mà mình cần phải làm thế. Bởi vì Kane rất mạnh giai đoạn đầu trận đấu nha. Mà chúng ta không thể hiện được sức mạnh, không ăn được mạng thì thật sự cuối game rất là khó để có thể quẩy. Kane thì mình cũng đã trình bày rồi. Kể cả Kane, kể cả Batman thì chất tướng vẫn như nhau đấy các bạn. Nó chỉ khác nhau về tên gọi thôi. Đấy, có thể là một kỹ năng khác đi một tí, nhưng mà không ảnh hưởng quá nhiều nha. Đâu rồi nhỉ, Ngộ Khỉ đâu rồi nhỉ? Tiếp tục là mình đang đi tìm Ngộ Khỉ nhá. Khả năng cao trong bụi, để xem nào. À đây rồi, tung thẳng combo vào này thì bộc thời kiếp định chạy với chúng tôi bá đạo luôn. Ngộ Không chắc là không cay đâu. Các bạn để ý qua nhá, tên nick của mình thì cũng đang được đổi sang như thế này rồi. Để mình khẳng định với các bạn một câu chắc nịch. Bởi vì là hiện tại đại lý của mình vẫn còn đang hoạt động mà. Nhiều bạn thấy là cứ hỏi mình là tại sao hiện tại có còn hoạt động hay không. Thì mình cũng xin thông báo với các bạn nha, là đại lý của mình vẫn còn đang hoạt động. Đấy, siêu thị của mình vẫn còn đang hoạt động đấy. Thế nên các bạn yên tâm. Nếu như mà các bạn gặp vấn đề gì thì các bạn có thể nhắn tin qua fanpage G Cầu Thủ Family nha, để bên mình hỗ trợ cho các bạn. Vẫn còn đang có rất là nhiều những cái gọi là chương trình hấp dẫn. Đấy, thế nên là mình mới đổi tên nick sang như thế này. Các bạn nhìn thấy tên nick là các bạn thấy quen không? Quá quen thuộc đúng không nào? Nếu như mà các bạn thường xuyên ủng hộ mình. Ok, có người trong bụi chắc chắn là Hayate. Chắc chắn Hayate. Đây rồi, vẫn chưa chịu về này. Hayate bốc hơi, mình cấp độ 8 các bạn ơi. Mình cấp độ 8 trong khi đó team địch cấp độ 6. Trời ơi, chênh lệch rất nhiều về cái cấp độ nha.
Thôi thì không để các bạn mất thời gian nữa, bây giờ mình sẽ trình bày qua trong ngày về sức mạnh của vị tướng Kane của chúng ta khi mà có sự điều chỉnh. Theo như thông tin thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản điều chỉnh chính thức vào ngày 24 tháng 4. Đấy, còn ngày hôm nay thì cũng khá sớm, chưa đến ngày 24 tháng 4 đâu. Thì cái sự điều chỉnh này cũng sẽ được áp dụng nha mọi người. Cụ thể chiêu 1, chiêu 2 của vị tướng Kane của chúng ta có sự điều chỉnh nha. Có sự điều chỉnh, các bạn đang mong chờ mình thông báo cho người là tin vui hay tin buồn. Mình thông báo luôn cho mọi người là tin buồn nha, chứ không có tin vui đâu. Không có tin vui một chút nào đâu. À, ngộ không, này thì tàng hình này, trời ơi, ngộ không bốc cười tiếp. Không biết là bạn này có suy nghĩ gì nhở? Chưa thấy chat, chưa thấy bạn ấy chửi mình. Thường thường mình ghim ngộ không như thế này, kiểu gì bạn ấy cũng chửi mình luôn. Thôi bây giờ quay trở lại vấn đề chính này. Chiêu 1 của vị tướng Kane, sát thương vật lý trước khi thay đổi là 300 cho đến 600 cộng 1,5 công vật lý cộng thêm. Sau khi thay đổi bị giảm xuống còn 275 cho đến 550 cộng 1,35 công vật lý cộng thêm. Vậy là chiêu 1 đã bị giảm sát thương vật lý và giảm kể cả công vật lý cộng thêm rồi nhá mọi người. Chỉ số là bị giảm rồi. Chiêu 2 sát thương kết án trước khi thay đổi là 10 cho đến 20%, sau khi thay đổi là 10 cho đến 15%. Ôi chiêu 2 cũng bị giảm nhá mọi người. Vậy nên là vị tướng Kane của chúng ta bị giảm sức mạnh trong phiên bản sắp tới, sẽ được cập nhật vào ngày 24 tháng 4 theo lịch dự kiến nha. Ok. Ôi, giết làm sao được mình? Làm sao mà giết được mình? Đấy, không giết được mình lại có thêm mạng của Pen luôn. 12-10 rồi. Một mình đóng góp một phát được 8 mạng cho team. Các bạn đánh giá ra sao về sự thay đổi của vị tướng Kane? Nhớ để lại comment bên dưới giúp mình nha. Mình cũng đã thông báo cho người về sự thay đổi của vị tướng này rồi. Bị giảm sức mạnh. Ai bảo bá quá mà. Bá quá, bây giờ hỏi 10 người thì 9 người kêu ghét Kane thì ai mà đỡ nổi. Thật sự nếu như mình mà làm một cái bài test, gọi là mình làm một cái gọi là lá phiếu để bình chọn thì 10 bạn, khả năng cao 9 bạn kêu thằng Kane nó quá khó chịu. Ôi trời, đây này, khó chịu như này này. Đấy, các bạn thấy không? Có đời thủa nào AD vừa mới đi ngang qua mình thịt luôn không? Mà thịt được đến nỗi là bạn ấy đứng im tại chỗ rồi đây, thêm cả chiến binh cảm tử Pain nữa thì chọc Pain bốc thời tiếp này. Này thì bốc thời double kill mình level 11 rồi. Chờ tiếp nhá, đứng ở trong bụi chờ tiếp. Cho mọi người xem qua sức mạnh vô lý của Kane là như thế nào đây này. Natalia cũng chỉ một combo đấy không? Sức mạnh quá vô lý luôn, triple kill. Có nghĩa là nó chỉ cần đi qua thôi là mình thịt được luôn rồi các bạn ạ. Cái combo thì vẫn vậy thôi, chiêu 2, chiêu 1 rồi chiêu cuối. Đấy mà combo bây giờ thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ngày xưa kích hoạt chiêu cuối 2 lần, nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần kích hoạt một phát là bay luôn ra. Đó, mỗi tội không giết được ngộ khỉ luôn. Sức mạnh quá hủy diệt. Thế nên đấy là lý do tại sao mà Kane của chúng ta bị giảm sức mạnh nha. Nhưng mà lưu ý là Kane rất mạnh giai đoạn đầu và giữa, còn cuối game thì cũng mạnh, mỗi tội là cuối game bị khắc chế đấy các bạn. Cuối game nhá, tại vì sao mình nói là Kane cuối game bị khắc chế? Thứ nhất là team địch đi chung với nhau biết bảo Kane cho nhau, các bạn rất khó để bắt được vào chủ lực. Thứ hai, kể cả các bạn có bắt được đối phương đi chân nữa thì các bạn sẽ bị đổi mạng ấy. Đấy, thường thường là cuối game là Kane lao vào ăn mạng sau đó là đổi mạng. Mình chơi Kane bao nhiêu năm trời, à xin lỗi mọi người, mình chơi Batman chứ. Chơi Batman bao nhiêu năm trời mình đã có kinh nghiệm rồi. Là cuối game nếu như mà đối phương đi lẻ thì chúng ta có thể tận dụng được sức mạnh của Batman, tận dụng được sức mạnh của Kane. Nhưng mà nếu như đối phương đi chung với nhau thì khả năng cao các bạn lao vào các bạn chốt được mạng chủ lực thôi, sau đó các bạn oảng luôn, không sống được đâu. Bởi vì là máu thì rất giấy, mà lao vào xong làm thì còn kỹ năng nữa đâu. Đây rồi, Pain đây rồi, Pain đây rồi, 200 vàng nữa. Trời ơi, team địch mất 3 người, ta ra đi đâu đây, Châu đi, Châu đánh lâu cũng chết, double kill. Team địch bây giờ chỉ cần một mình hay Hayate thủ nhà mà thôi. Thủ đi bạn ơi, giỏi thì thủ đi. Có mà thủ bằng niềm tin và hy vọng ạ. Đấy, mình khép góc như thế này là bạn ấy không dám mà dọn lính luôn. Ok, có trụ luôn nha. Thế nên là chơi Kane cố gắng làm sao ép càng sớm càng tốt. Đừng kéo dài trận đấu ra quá lâu. Kéo dài lại ra quá lâu là dại đấy các bạn ạ. Là quá dại luôn. Ok, đường lính xuất cấp đầu tiên rồi. Team mình là có một đường lính xuất cấp đầu tiên rồi nha mọi người nhá. 13-0. Xanh quá các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn chưa muốn dừng lại ở đây đâu, mình muốn ăn thêm này. Ví dụ Pain team địch này, nằm xuống thôi, cố gắng trận đấu này mình giữ mạng nha mọi người. Tổng cộng là mình cũng được 14 mạng rồi. Phải công nhận là Tara team địch châu thật, nhưng mà thật ra mình không có quan tâm đến Tara. Mình quan tâm đến các vị tướng chủ lực khác cơ, như là Natalia, như là Ngộ Không chẳng hạn. Đấy, nhưng mà để mà quan tâm được các vị tướng đấy mình cần phải được tàng hình. Đó, lại bước vào trạng thái tàng hình. Đây là tàng hình của Kane là cũng đã bị giảm rồi đấy. Ngày xưa là tàng hình nhanh lắm. Cái lúc mà mới chỉnh sửa bộ kỹ năng mới ấy, thì cái tàng hình của nó rất nhanh. Thoát khỏi giao tranh một tí thôi là tàng hình được rồi. Nhưng bây giờ là đã bị kéo dài ra rồi nhá mọi người. Có nghĩa là chúng ta để mà tàng hình được sẽ cần phải chờ đợi thời gian lâu hơn so với trước đây. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn ổn nha. Với cái nội tại như thế này mình vẫn cảm thấy rất là khỏe.
ăn nhanh Seiza thôi. Đêm dài lắm mộng, cố gắng hôm sau ép trận đấu sớm. Ok, có Seiza thành công. Úi rồi, ngộ khỉ đây rồi. Sắp có chiêu cuối nhá, mình sẽ đầu tư chiêu cuối để có thể bay qua tường. Đó, chạy đi đâu ngộ khỉ, nhìn sốc đam này. Úi dồi ôi, máu trắng luôn các bạn ơi. Máu trắng luôn. 15-0 rồi. Mình ăn mạng gọi là vượt thời gian, ăn mạng nhiều nhất team luôn các bạn ạ. Giờ team mà thiếu mình là thua ngay chứ. Đó, 16 mạng. Tầm này chỉ có đi đếm mạng mà tôi đi nhặt mạng mà thôi. Ai bảo team bạn là toàn các vị tướng máu giấy ngoại trừ Tara, chứ còn hầu hết là toàn các vị tướng máu giấy. Thế nên một combo của mình cho lên bàn điểm số rất là dễ. Các chế cây thì tất nhiên các bạn sẽ cần phải lên đồ, ví dụ đồ hỗ trợ phát điện tàng hình, hoặc là team địch phải có các vị tướng kiểu phát điện tàng hình như là Kizik hoặc là Elsu hoặc là các vị tướng khác nha. Chứ còn không khắc chế được mình là mình tàng hình mình dí từ người một luôn đấy chứ. Đấy, ngộ khỉ không dám lên luôn. Nào để săn tiếp nhá, mới được 16 mạng. Đồng đội của mình tập trung ở đây rất đông. Chờ thôi, chờ đợi cơ hội. Sau đó mình sẽ chớp lấy cơ hội kiếm mạng. Ok, Tara thịt luôn. Tara bốc hơi 17 mạng. Chỉ cần 3 mạng nữa thôi là mình sẽ được 20 mạng nhá. Ui pen, ui giời ơi. Thế là mình đã bị chấm dứt sau chỗ ăn 17 mạng rồi đấy. Khẳng định với các bạn, pen khả năng cao vừa xong được 800 vàng. Nhưng mà kiếm được cái mạng chấm dứt của mình bây giờ để làm gì? Khi mà team mình phá đến tận nhà chính như thế này rồi, team địch khả năng cao không lật được kèo đâu các bạn ơi. Còn một người nữa mà thôi. Còn Hayate cả chiến binh cản từ Hayate. Ui. Hayate bốc hơi quét sạch hoàn toàn. Ok, kết thúc trận đấu thôi các bạn. Mình là mình không có quyền quyết định kết thúc trận đấu, nhưng mà đồng đội của mình thì đang phá nhà chính rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để theo dõi clip của mình nha. Còn đây là sức mạnh của vị tướng Kane sẽ bị giảm sức mạnh trong phiên bản sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye người. Bye bye.